Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nếu như anh chị em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe đầm, chắc, kiểu dáng thể thao, lịch lãm thì có lẽ là cái mẫu xe Prado là một mẫu xe mà rất là cần thiết cho quý anh chị em và các bạn. Một cái mẫu xe gần như là nó không bị lạc hậu qua thời gian. Một cái mẫu xe nó một cái thiết kế nó rất là năng động, rất là hiện đại. Đấy. Và nó có khả năng thích nghi địa hình cực kỳ cao các bạn nhé. Khả năng thích nghi địa hình cực kỳ cao. Những anh em nào mà hay phải đi công trường, những anh em nào hay phải đi làm ăn đối tác, những anh em nào mà đang mong muốn sở hữu cho mình một cái mẫu xe để chuyên đi ký hợp đồng, thì cái mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe mà đang dành cho quý như các bạn đây nhé. Đấy, mẫu xe Land Cruiser Prado đang dành cho quý các bạn. Xe sản xuất năm 2010 các bạn nhé. 2010 sản xuất năm 2010, cực kỳ mới các bạn ạ. Trang bị đầu DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập các bạn nhé. Hộp số động 4 cấp, động cơ 2.7. Đây các bạn nhìn này. Nếu mà so với lại cái phân khúc này á, thì ở đối thủ cạnh tranh thì không có bất kỳ một cái mẫu xe nào có thể ăn nổi dòng xe Toyota Land Cruiser Prado. Bởi khả năng vận hành bền bỉ, chi chiết và đây gọi gì đây, tính thích nghi địa hình thì cực kỳ cao, đi thì vô cùng đầm chắc, khỏe, rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, các bạn nếu như mà quan tâm, những anh em nào mà chưa thấy giá trị của dòng xe Prado này mang lại thì có thể tham khảo qua những người chủ xe đã trực tiếp xe sử dụng xe Prado này, tại sao họ lại rất yêu mến cái dòng xe Prado. Đấy, mặc dù có thể cái lượng ăn nhiên liệu, ăn xăng thì nó tốn hơn một chút thôi, nhưng mà đến cái tầm này rồi á, đã đi Prado này thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta thêm một chút nhiên liệu nữa thì cũng không sao cả các bạn ạ. Không có sao cả. Xe này thì sản xuất 2010 các bạn nhé. Chúng tôi đang chào bán với giá là 2010, chúng tôi đang chào bán với giá là 950 triệu. Giá thì có thể thương lượng được một chút. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333. Một lần nữa thì chúc các anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.